và Tân Long nối liền hai bờ sông Cửa Tiểu thuộc địa phận hai xã Long Bình của Gò Công Tây và xã Phú Thạnh của huyện Tân Phú Đông. Với quy mô bến phà chính, mỗi bên sử dụng phao nổi dài 20m, rộng 16m, cầu dẫn bằng thép dài 66m, rộng 4m. Do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 72 thành phố Cần Thơ thi công với tổng kinh phí 50 tỷ đồng đầu tư từ vốn ngân sách của tỉnh. Phà Tân Long được nâng cấp thành phà bê tông có ý nghĩa rất đặc biệt quan trọng, đáp ứng nhu cầu giao thông đi lại ngày càng tăng và mở rộng giao lưu hàng hóa giữa huyện Tân Phú Đông với các vùng lân cận, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện ngày càng phát triển. Phát biểu tại lễ khánh thành đưa vào sử dụng bến phà Tân Long, ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã đánh giá cao sự cố gắng của đơn vị thi công cũng như sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của địa phương và các ngành có liên quan để công trình hoàn thành đúng kế hoạch. Huyện Tân Phú Đông nằm trên cù lao Lợi Quang, được thành lập theo Nghị định 09/2008/NĐ-CP ngày 21 tháng 1 năm 2008 của Chính phủ. Trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính huyện Gò Công Tây, huyện Gò Công Đông. Huyện Tân Phú Đông có 6 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã Phú Đông, Phú Tân, Tân Thới, Tân Phú, Tân Thạnh và Phú Thạnh. Diện tích tự nhiên là 20.208,31 hecta, tổng dân số 42.926 người. Huyện Tân Phú Đông nằm về phía đông của tỉnh Tiền Giang, đông giáp Biển Đông, tây giáp huyện Chợ Gạo, nam giáp tỉnh Bến Tre, bắc giáp huyện Chợ Gạo, huyện Gò Công Đông và huyện Gò Công Tây. Huyện Tân Phú Đông có 12 km bờ biển và nằm giữa hai cửa sông là Cửa Tiểu và Cửa Đại. Có nhiều tiềm năng trong phát triển kinh tế biển, đặc biệt là đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên hiện nay, Tân Phú Đông vẫn còn là huyện khó khăn, kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Năm 2013, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,77%, thu nhập bình quân đầu người 18,6 triệu đồng trên năm. Cơ cấu kinh tế, nông nghiệp chiếm 69,2%, công nghiệp xây dựng chiếm 9,42%,
dịch vụ thương mại chiếm 20,68%. Kinh tế chủ yếu là xây dựng nông nghiệp và đánh bắt, nuôi trồng thủy sản. Rừng phòng hộ ven biển có 957,5 hectare, diện tích nuôi trồng thủy sản 5.903 hectare, sản lượng 16.400 tấn. Có 3.105 hectare trồng dừa đang cho trái ổn định. Cây ăn trái trồng 1.196 hectare, sản lượng trên 14.500 tấn. Trong đó có 528 hectare chuyên canh cây mãng cầu xiêm cho năng suất cao. Dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 45%, hộ dân có điện sử dụng đạt 99,98%, hộ nghèo 3.725 hộ chiếm 33,4%, đạt tỷ lệ 1,75 bác sĩ trên 10.000 dân. Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học được tăng cường đầu tư xây dựng, được trang bị theo hướng kiên cố hóa, hiện đại hóa với tổng kinh phí hơn 55 tỷ đồng. Huyện có 6 trên 6 xã đạt chuẩn quốc gia về phổ cập trung học cơ sở. Về đường giao thông, huyện có duy nhất tuyến đường tỉnh 877B dài 35,3 km chạy dài từ Tây sang Đông, được láng nhựa theo tiêu chuẩn cấp 6 của đồng bằng. Các tuyến đường huyện, đường giao thông nông thôn tiếp tục được đầu tư nâng cấp. Các bến phà đò phân bổ đều trên địa bàn với 3 bến phà chung và 18 bến đò. Bến phà Tân Long được đầu tư bê tông 60 tấn với tổng kinh phí 50 tỷ đồng. Đặc biệt, huyện có tầm năng phát triển du lịch sinh thái ở Cồn Cống và Cồn Ngang. Ủy ban dân tỉnh đã giao cho công ty cổ phần thương mại Kinh Thành đầu tư du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng với diện tích 150 hectare ở Cồn Ngang, tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ du lịch Lợi Phát đầu tư 100 hectare ở Cồn Cống với tổng kinh phí 300 tỷ đồng, kết hợp với du lịch di tích lịch sử Lũy Pháo Đài Trương Định được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia sẽ tạo thêm sức hấp dẫn cho du khách. Định hướng đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 23 triệu đồng, có một đô thị loại 5 là thị trấn Tân Phú Đông và hai thị tứ là Tân Thới và Cồn Cống. Tổng diện tích đất đô thị là 410 hectare, dân số đô thị là 8.813 người, mật độ 2.152 người trên 1 km vuông, tỷ lệ đô thị hóa là 15%. Thực hiện tốt đề án giảm nghèo bền vững theo kế hoạch, đào tạo nghề, đảm bảo không có hộ nghèo phát sinh, từng bước đầu tư xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bye.